Thưa quý vị, cùng với việc nỗ lực đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân, lực lượng công an trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng đang kết hợp mô hình công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân để đẩy nhanh cấp định danh điện tử mức độ 2. Theo đó, việc cấp tài khoản định danh điện tử không chỉ được thực hiện trong giờ hành chính mà còn được làm từ 18 giờ đến 22 giờ các ngày trong tuần tại tất cả trụ sở công an xã phường và tại các khu dân cư. 21 giờ tại nhà sinh hoạt cộng đồng, khu dân cư Hòa Mỹ 4, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Nhiều người dân khi biết thông tin đã đến đây để làm định danh điện tử mức độ 2. Anh Doãn Thành Công là kỹ sư, phải đi làm từ thứ Hai đến thứ Bảy. Biết thông tin đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 từ lâu, nhưng anh không có thời gian đến cơ quan công an để thực hiện. Khi công an phường Hòa Minh tổ chức tăng ca làm định danh điện tử lưu động, anh cùng người thân đến đăng ký để hưởng thụ nhiều tiện ích. Em thấy đây là rất là tuyệt vời, các đồng chí làm rất là nhiệt tình. Thì cũng tạo điều kiện cho những người lao động như em thì có thời gian. Tức là buổi ngày mình đi làm, buổi tối mình tranh thủ về mình làm thêm như thế này thì rất là hợp lý. Phường Hòa Minh là khu vực tập trung chủ yếu công nhân và người lao động. Vì vậy, việc làm các thủ tục trong giờ hành chính gặp nhiều hạn chế. Nắm bắt được điều đó, công an phường Hòa Minh đã tăng ca làm định danh điện tử lưu động vào ban đêm. Mấy chiến sĩ công an mà có thời gian vào ban đêm á, thì làm như thế thì em thấy là thuận tiện cho ví dụ như em là thuận tiện giúp cho em có thời gian có thể làm được nhanh cái mã định danh này. Còn nếu mà ban ngày thì ví dụ những người làm ca như em thì em sẽ không có làm nhanh được. Cứ công an người ta làm như thế thì đấy cũng hoan nghênh và cũng ghi nhận những thành tích mà những chiến sĩ công an của phường của khu vực đã tạo điều kiện cho dân nó thấy hợp lý. Chúng tôi còn phối hợp với lại chỗ công an quận, cụ thể là đội cảnh sát 1, để là trong tuần thì đảm bảo là từ 3 đến 4 đêm là làm cái thu nhận định danh điện tử tại các khu dân cư trên địa bàn. Hiện nay thì đối với lại địa bàn phường Hòa Minh thì chúng tôi đã làm trong tất cả các khu dân cư, nhưng mà cái số lượng 18.000 thì nó rất là lớn nên cần phải tiếp tục tập trung cao độ trong thời gian đến. Tài khoản định danh điện tử mức 2 khi được kích hoạt sẽ là cơ sở để tạo ra tiện ích cho người dân trên nhiều lĩnh vực như tích hợp hiển thị các loại giấy tờ tùy thân, thực hiện các giao dịch tài chính như hóa đơn điện nước, đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chuyển tiền, đẩy nhanh việc xây dựng chính quyền số, công dân số.